Thánh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2018, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tiếp tục lại được giới thiệu với quý vị và các bạn những sản phẩm có mặt tại cửa hàng ngày 8 tháng 4 năm 2018. Trước mắt quý vị và các bạn là một chiếc âm ni Acouphony E303X. Vâng, chiếc âm ni Acouphony E303X. Vâng, chiếc âm ni này còn khá là mới. Vâng, có giá thành trên 40 triệu đồng nha quý vị. Tiếp theo lại là dòng âm ni Sansui 8080 trơn. Âm thanh Đức Hạnh về được một chiếc 8080 trơn. Chiếc âm ni đẹp xuất sắc. Và chiều nay âm thanh Đức Hạnh cũng bán một chiếc 8080 trơn. Và chiếc này quý vị và các bạn nhìn những mặt gỗ của chiếc âm ni còn khá là sáng. Và có giá dưới 30 triệu đồng nhé. Tiếp theo đến dòng loa Puller SHE10. Âm thanh Đức Hạnh có một cặp. Vâng, cặp loa có 2 bát, một chiếc kèn, một lỗ thông hơi. Có hình dáng rất đẹp. Và có giá dưới 20 triệu đồng. Tiếp theo vẫn là Puller S180 trơn. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh hôm nay về được 2 cặp S180 trơn. Và có giá trên 20 triệu đồng một chút nhé. Vâng, cặp loa S180 trơn còn đẹp xuất sắc. Vâng, tại cửa hàng âm thanh Đức Hạnh hiện tại có 2 cặp loa S180 trơn. Vâng, cặp này đẹp đến 95-97%. Những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lựa chọn là những sản phẩm đẹp và xuất sắc để phục vụ cho quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Đây là chiếc thứ 2 của cặp loa S180 trơn, đẹp xuất sắc. Loa đẹp có giá trên 20 triệu đồng nha quý vị nha. Tiếp theo đến dòng Lachman. Hôm nay âm thanh Đức Hạnh về được một chiếc Lachman. Chiếc này đẹp đến 95-97%. Chiếc Lachman L1G1050 nhé quý vị. Chiếc Lachman G1050. Quý vị và các bạn theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh thì hãy nhìn chi tiết những sản phẩm của ngày hôm nay. Chiếc quá đẹp. Và quý vị hãy nhìn những chiếc nút tinh chỉnh của chiếc âm ni G1050 và có giá dưới 20 triệu đồng. Tiếp theo hôm nay được 2 chiếc đầu đờ lông DVD nhé quý vị nhé. DVD. Và một chiếc này là mã A11, A11. Và sản phẩm này còn nguyên thùng xốp nhé quý vị nhé. Vâng, chiếc DVD A11 còn nguyên thùng xốp. Vâng, âm thanh Đức Hạnh đã bóc trưng bày trước mắt quý vị. Và có giá thành dưới 10 triệu đồng, còn nguyên khiển zin. Tất cả còn zin nguyên bản.
chiếc đầu DVD có hai chiếc nhé, và chiếc thứ hai cũng còn nguyên khiển zin và dây nguồn zin. Mã của chiếc đầu DVD là 3910. Vâng, ở đây mã chiếc đầu DVD 3910. Và chiếc đầu này có giá dưới 8 triệu đồng. Tiếp theo hôm nay có về cửa hàng được 2 cặp Bose 601 Series 3. Có 2 cặp và ngay lúc chiều hàng về đã có một vị khách, anh Thắng, anh ở Hải Dương có về cửa hàng sắm cho mình một cặp Bose 601 Series 3. Và tại trung tâm bây giờ còn một cặp 601 Series 3 đẹp xuất sắc. Và những sản phẩm đẹp như vậy thì có giá thành rất cao, có giá trên dưới 40 triệu đồng. Vâng, đây là cặp Bose 601 Series 3 đẹp xuất sắc, còn một cặp. Tiếp theo, một chiếc đầu Soli mã là 338 ESD hồi gỗ, có một chiếc. Chiếc đầu 338 ESD cửa hàng Thanh Đức Hạnh có một chiếc hồi gỗ. Và tiếp theo lại là một chiếc âm ly Marzahn PM74D có một chiếc. Vâng, PM74D có một chiếc. Chiếc này cũng đẹp xuất sắc nhé quý vị nhé. Vâng, bên cửa hàng Thanh Đức Hạnh còn rất nhiều các sản phẩm và tiếp tục hàng lại về trong ngày. Vâng, ngày mai cửa hàng Thanh Đức Hạnh sẽ về được một cặp loa 4344 và một cặp loa Kentucky Gold. Vâng, xin thông báo với quý vị và các bạn ngày mai Thanh Đức Hạnh sẽ về được một cặp loa 4344 và một cặp loa Kentucky Gold. Vâng, mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ với âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn về theo địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh: trục đường 18 Hà Nội, Quảng Linh, Ung Bí, cạnh siêu thị Lan Chi. Quý vị về với địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh cạnh siêu thị Lan Chi, cách trục đường 18, đi vào trong cổng chợ 30m nhé quý vị nhé. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.